Dan Dutrend, show sinh viên mà cứ ngỡ sàn tranh quay quốc tế, hội chị em chết mê trước loạt thiết kế đậm bản sắc dân tộc của tân thủ khoa đại học kiến trúc. Loạt thiết kế của tân thủ khoa có gì? Đây, đây, đây này, đây, đây nữa. Cộng đồng mạng sốt trần trần trước đồ án tốt nghiệp của tân thủ khoa ngành thời trang Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm được dành lời khen vì quá ấn tượng và mang tính ứng dụng cao. Chưa kể, nó còn toát lên niềm tự hào của dân tộc Việt Nam được đưa vào từng chi tiết hoa văn. Chính chủ của sản phẩm này là Phan Huy, sinh năm 2001. Anh cho biết những mẫu thiết kế đều hướng đến việc khắc họa tinh thần ý nghĩa Việt Nam thanh bình với sự xuất hiện của hoàng hôn buông trên cánh đồng. Ngoài ra, đồ án tốt nghiệp sử dụng các chất liệu đa dạng như thun, organza, silk, lace, velvet, feather, canvas, kỹ thuật đính tay, 3D, v.v. Cũng có nhiều tài năng trẻ từng làm dân tình phải trầm trồ với đồ án thiết kế trang phục tốt nghiệp. Họ thể hiện sự đa dạng phong cách, sáng tạo không ngừng nghỉ với hàng loạt ý tưởng hợp với xu hướng. Khán giả phải thốt lên rằng những bạn sinh viên này chẳng thua kém gì nhà mốt hàng đầu thế giới. Một điều mà Khánh rất là ấn tượng từ trường Đại học Văn Lang đó chính là dàn ban giám khảo của khoa thiết kế rất là xịn luôn. Trong đó thì có hai người anh mà mình biết, đó chính là nhà thiết kế Lê Hanh Hòa và anh Dũng Yoko. Sau khi mà mình diễn xong thì năm mẫu thiết kế sẽ được đứng ngang hàng như thế này để cho ban giám khảo nhìn một lần nữa và đưa ra nhận xét.